Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ lấy lời khai đối với Vũ Hoàng Phong, 45 tuổi để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 6, chị Nguyễn Trường Như Hoài, ngụ quận 3, đến cơ quan công an trình báo việc cách đó 2 ngày để quên điện thoại trên quầy bán hàng. Khi kiểm tra camera, chị Hoài thấy một bé trai nhìn thấy chiếc điện thoại bỏ quên đã tìm cách che chắn lại để không ai nhìn thấy nhằm giữ lại chiếc điện thoại cho chủ tiệm. Tuy nhiên, sau khi bé trai rời đi thì có một người đàn ông đến lấy chiếc điện thoại. Sau đó, các trinh sát đã phối hợp với công an phường 10 quận 3 mời Vũ Hoàng Phong đến làm việc. Ông Phong khai nhận đã lấy điện thoại bán được 700.000 đồng để mua ma túy sử dụng. Công an quận 3 đã thu hồi chiếc điện thoại và trao trả lại cho chị Hoài.